Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến uh, Trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về Lá số tử vi của những người tuổi quý hợi Sinh năm 1983 năm mạng Trong cái năm 2024 Năm Giáp Thìn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Để nắm được cái cát hung vận hạn trong năm Từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn Cho công việc cũng như là trong cuộc sống Để những người tuổi quý hợi Có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc Giàu có và bình an Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay. À, thưa quý vị, năm 2024, năm Giáp Thìn, thì những người tuổi quý hợi 1983 Nam Mạng không có điểm đột phá, ít có được cái sự may mắn so với cái năm 2022 và năm 2023. À, cùng với những cái khó khăn chung của cái thời cuộc ấy, thì công việc cũng có có nhiều cái bất lợi và nhiều cái thách thức. Đấy, tiền bạc thì cũng khó kiếm hơn trước nếu mà không chịu khó gia tăng thêm các nguồn thu phụ của mình cái điểm sáng duy nhất hội tụ trong cái năm 2024 năm giáp thìn là cái vận trình nhân duyên và gia đạo nó được tốt lên nhờ có nhiều cái cát tinh nó chủ về nhân duyên nó vượng nó chiếu mệnh mà những người độc thân thì có thể đón cái tin vui gia đình thì có hỷ tín và có một số cái tin vui về chuyện sinh đẻ chuyện con cái à, nhìn chung ấy thì xuyên suốt cái vận trình năm 2024 cũng không quá ảm đạm vẫn có những cái thời điểm mà cái vận khí nó đi lên À, có nhiều cái cutting để cứu giải chỉ cần đương số tập trung vào làm ăn nỗ lực lan xả hết mình và chủ động sáng tạo không đi theo cái tâm lý của đám đông thì đâu sẽ lại vào đó công lao của quý vị bỏ ra rồi cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng à, xét về cái vận trình công việc thì tâm lý ỉ lại ngại khó khăn gian khổ là cái nguồn cơn gây ra những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp với lãnh đạo à, theo đó công việc thường xuyên lâm vào cái bế tắc khó có thể phát huy được cái thế mạnh của mình À, cơ hội thăng tiến hầu như là không có việc mở rộng quy mô làm ăn cũng sẽ gặp lúc khó khăn khi mà khởi sự à, nhưng mà nếu quý vị hạ quyết tâm đến cùng ấy nhờ cái sự nỗ lực từ những người khác thì cái tinh thần khả thi cũng sẽ rất là cao bên cạnh đó thì cái vận trình tiền bạc nó cũng có cái dấu hiệu tụ tán thất thường vì có nhiều cái hao tinh nó chiếu mệnh tiền kiếm được thì cũng dễ nhưng mà lại dễ bị tiêu hao nhìn chung ấy thì đồng tiền chảy vào túi cũng không được xuân sẻ như cái dự kiến ban đầu của những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 nam mạng. À, có lúc tiền tới tay rồi lại để nó vụt bay đi mất. Những người làm công ăn lương thì nên nghiêm túc với cái nhiệm vụ của mình. Đừng có để xảy ra những cái lỗi kẻo bị trừ lương. Còn nếu mà muốn cải thiện cái cuộc sống ấy, thì có thể thử sức với những công việc làm thêm. Còn với những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì cần phải giữ vững vàng trước những cái chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Bên cạnh đó, trong năm 2024, năm giáp thìn thì được cái cắt tinh nó chủ về đào hoa nó chiếu mệnh. Vậy nên những người độc thân thì được mai mối cho những cái đối tượng để triển vọng. Nhưng mà quan trọng ấy là các bạn phải mở cửa trái tim như vậy thì mới tìm ra được cái người phù hợp. Còn với các cặp vợ chồng thì hãy hạ cái tôi của mình xuống để có thể là lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Như vậy thì quan hệ gia đình mới được yên ấm, gia đạo nhìn chung ấy thì hài hòa và có hỉ tín trong nhà. Ở trong năm thì cái sức khỏe nhìn chung ấy thì cũng ổn định, bệnh vặt thì khó tránh nhưng mà cũng không mắc cái bệnh nào quá nghiêm trọng. À, quý vị nên chú trọng thời gian để nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao đầy đủ, tránh những cái áp lực kéo dài khiến cho cơ thể bị suy nhược, trí nhớ cũng bị giảm sút. Có bệnh thì cũng cần phải tuân thủ nghiêm trị cái hướng dẫn của bác sĩ, à, tránh nóng vội kéo lại gì, Bộ bệnh nó lại trở thêm trầm trọng và và nặng hơn. À, thưa quý vị, trong năm 2024 năm giáp thìn để xét về cái cắt hung vận hạn thì chúng ta cũng phải xét qua về cái tổng quan vận hạn về thiên can địa chi đúng không? cũng như là cái âm dương ngũ hành và những cái sao chiếu mệnh trong năm từ đó sẽ rút ra được những cái bài học cũng như là gì nắm được cái điểm yếu điểm mạnh và quý vị có thể phát huy cái sở trường của mình để có một năm bình yên và may mắn à, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 nam mạng có thiên can là quý địa chi là hợi người này có lá số là âm nam có ngũ hành là đại hải thủy cung mệnh là cung cấn thuộc thổ được gọi là lâm hại chi trư có nghĩa là lợn trong rừng có xương con heo, tướng tinh con gà, con nhà hắc đế, quan lộc, tân khổ. À, xét về cái mối quan hệ địa chi ý, và thiên can ý, thì đầu tiên chúng ta xét về thiên can đúng không ạ? Những người tuổi quý hợi có thiên can được quý, quý mà gặp rát thì nó là gì? Nó là thương quan. Đấy. Vậy nên là trong năm 2024, những người tuổi quý hợi nam mạng thì lâm vào cái vận thương quan. Nên là gì? Nếu ai đi làm ý, thì phải cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói, cẩn thận trong cái hành động kéo lại dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại quấy phá làm mất chức hoặc là mất việc hoặc là nghỉ việc giữa chừng hoặc là gì đôi khi bị gì tiểu nhân hãm hại và phải đền bù cái tiền bạc để sửa chữa những cái lỗi lầm của mình làm gì thì quý vị cũng cần phải suy đi tính lại một cách cẩn thận một chút để sau này không phải hối hận nữa chỉ cần làm tốt cái nhiệm vụ được giao là đủ đừng có ôm đồm quá nhiều việc hoặc là gì ôm ôm đồm quá nhiều cái kỳ vọng kéo lại gì bị phân tán và dễ bị tán tải tán lộc Vậy nên để hóa giải cái hạn thương quan ấy thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng sẽ sử dụng cái cắt tinh tam hợp nó sẽ hóa giải những xung sát thị phi cùng cũng như là cái hạn tiểu nhân ám hại, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. À, vòng tam hợp đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 bốn 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 nam mạng. À, thưa quý vị, bên cạnh cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta có thể xét về cái mối quan hệ địa chi. Địa chi chúng ta có hợi thủy gặp thìn thổ đúng không ạ? Thổ thủy là tương khắc. Như vậy là những người tuổi quý hợi 1983 ấy, bị là gì? Bị giữa một cục diện là ngũ hành nó xung khắc về cái địa chi. Tức là gì? Bị thái tuế nó khắc Vậy nên công việc thì làm ăn thì cũng như cũ, ít có sự đột phá hay là những cái thành công rực rỡ. Tiền bạc vào ra thì đôi khi là mất cân bằng, làm ăn buôn bán thì lúc lời lúc lỗ. Nói chung ấy, bình quân lại thì cũng chỉ ở mức trung bình đủ ăn là ngon lắm rồi, đúng không ạ? Gia đạo hay là sức khỏe thì đều không phát sinh cái vấn đề nào nghiêm trọng trong thời gian này. À, như vậy là những người tuổi quý hợi 1983 bị cục diện là gì? Khắc thái tuế, thái tuế nó khắc vì thế mà trong năm ấy, để mang lại may mắn bình an thì quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế nghênh đón cái vị thần lớn nhất trong năm để hóa giải những xung sát thị phi đấy, cũng như là cái hạn tiểu nhân hãm hại do cái thái tuế mang lại à, quý vị có thể đặt cái kim bài thái tuế ở trong túi trong ví hoặc là sau cái ốp điện thoại để luôn mang theo bên mình để được thái tuế tương trợ đấy cái kim bài thái tuế này quý vị có thể thỉnh bằng cách là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thế tuế mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cục diện ngũ hành. Chúng ta quý hợi là thuộc thủy, giáp thìn thuộc hỏa thì lại gặp cục diện là gì? Thủy hóa là tương khắc. Bản mệnh và lưu niên là tương khắc. Nó có xung đột hay là có những cái mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao hay là trong gia đình ảnh hưởng xấu đến vào không khí chung. À, sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút, trọng bệnh không mắc nhưng mà các bệnh vật là điều khó tránh khỏi trong năm. Như vậy là xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi và ngũ hành âm dương ấy, năm 2024 là năm bất ổn với những người tuổi quý hợi nam mạng sinh năm 1983. Các phương diện của cuộc sống thì nói chung ấy, duy trì cũng kém kém sắc hơn trước, chưa có sự đột phá nhưng mà gì cũng không phải quá là khó khăn. À, công việc làm ăn thì vẫn y án như cũ, các nguồn thu nhập thì đều đặn, gia đạo hay là sức khỏe có phát sinh bất ổn nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng. Nói chung ấy là trong năm ấy, thì quý vị cũng cần phải lưu ý là có một vài cái hung tinh nó chiếu mệnh À bên cạnh đó, với những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 Nam ạ Trong cái năm 2024 ấy, thì gặp cái vận niên là hầu thực quả Tức là khỉ ăn trái cây Cái hình ảnh này nó mang cái ý nghĩa là khỉ được nhiều trái cây ăn để nó đủ à, Năm nay làm việc gì thì cũng gì, dù to dù nhỏ cũng được lợi Buôn bán thì đông khách, làm ruộng làm vườn thì được mùa bội thu Đầu tư thì thắng lớn nãy vận đỏ thắm, tiền bạc, tiêu pha thì cũng không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm thì dù gia đạo có bất hòa nhưng mà gì cũng khó tránh khỏi những cái xung đột. À quý vị nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, nghĩ sao nói vậy, đừng có giả dối mình để đối phó với những người trong gia đình. Vì người ta tin tưởng ở mình là cái điều duy nhất đó. Những người độc thân thì đào hoa vượng, tình duyên thì cũng thắm sắc và cũng có nhiều chuyện hỷ tín trong năm. À thưa quý vị À, trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm ạ là 42 tuổi. 42 tuổi gặp cái sao chiếu mệnh là sao Văn Hớn và cái hạn năm là cái hạn Thiên La, đúng không ạ? À, các cụ ngày xưa có bài về thơ về sao Văn Hớn như sau. À, Văn Hớn tháng 2 tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên. Tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán, muộn phiền tâm thân. Cái sao Văn Hớn nó là một cái sao trung tính, nó không quá tốt cũng không quá xấu. Gặp sao này chiếu mệnh thì công việc cũng chỉ ở mức bình bình. À, ngoài ra, năm 2024, năm giáp thìn, ấy, thì những gia chủ tử ký hợi, nam mạng cũng cần đề phòng cái chuyện thị phi, đề phòng thương tật, ốm đau, hoặc là gì, nóng nảy mồm miệng, sinh ra nhiệt, ấy, hoặc là gặp tai họa hình thương và kiện cáo liên quan đến pháp luật. Cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 2 và tháng 8 âm lịch. À, quý vị cũng nên đề phòng cái chuyện quan sự, cũng như là trong nhà thì có nhiều cái chuyện bất an. Và để hóa giải cái sao văn hớn đầu năm ấy, thì người ta thường làm một cái nghi lễ, gọi là cái nghi lễ ngay sau giải hạn đầu năm. À, quý vị cũng có thể tự làm hoặc là gì nhờ các thầy làm cho à, bên cạnh đó quý vị sẽ gặp một cái hạn năm là cái hạn thiên la ở cái độ tuổi 42 đúng không ạ ngày xưa cái hạn thiên la thì các cụ có bài thơ là thiên la hạn ấy quái kỳ quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an thiên la hạn phải lao đao dẫu khỏi bệnh tật họa trao phải phòng gặp cái hạn thiên la thì dễ bị phá phách không yên đau ốm thì không khỏi tốn hao về tiền bạc bệnh tật là cái yếu tố tinh thần nó gây ra vậy nên quý vị cũng cần phải tu tâm dưỡng tính tích đức hành thiện và thành tâm khấn vái thì sẽ gì dễ thoát khỏi được cái hạn này hơn và để hóa giải cái sao văn hớn cũng như là cái hạn thiên la thì trong năm 2024 năm giáp thìn thì những gia chủ tuổi ký hợi nam mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quang pháp bảo minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó được làm bằng bạc trên sáu cạnh của hình lục giác này nó có chứa lục tự đại minh chú mặt trước mặt sau là có khắc hình bông hoa sen và ở giữa nhị hoa là một cái viên cầu pha lê khi chúng ta dọi ánh sáng qua thì nó sẽ hiện lên phía trước cái bài chú bắt nhã tâm kinh kèm theo cái hình tượng là quan thế âm bồ tát đang ngồi thiền đấy vậy nên là gì nó mang cái hình tượng là khai sáng trí tuệ tịnh tâm an nhiên giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào bên cạnh đó nó cũng sẽ hóa giải những cái vận hạn như là cái hạn văn hớn và cái hạn thiên la nó mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn À, Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh ghế Minh Quang Pháp Bảo mang lại may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 năm ạ. À, thưa quý vị, như vậy là trong năm 2024 năm giáp thìn thì có trung tinh nó chiếu mệnh, nó báo hiệu công việc làm ăn của những người quý hợi nam hạng ở cái mức độ trung bình, cứ y án như năm cũ mà tiến triển, ít và vấp khó khăn hay là trở ngại. Nguồn thu nhập thì cũng có phần ổn định, nhất là với những người làm công ăn lương. Còn với những người làm tư hay làm chủ ấy, thì tình hình kinh doanh buôn bán cũng được duy trì tốt, đảm bảo cái đời sống vật chất đầy đủ. Có điều trong năm ấy thì có điểm báo thị phi nóng nảy trong chuyện mồm miệng hay là gây ra những chuyện tranh cãi, kiện cáo, gây ra chuyện là hao tốn không ít về tiền của. Trong nhà thì có nhiều chuyện không yên, lại còn bị hay phá phách. Đó. Nói chung là cây muốn lặng và gió chẳng đừng thì quý vị phải hết sức tỉnh táo và bình tĩnh xử lý mới có thể là vượt qua được cái thời gian này. À bên cạnh đó thì năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi quý hợi ấy, có lưu niên nó lâm vào đất tuyệt, nó đẩy mọi thứ theo chiều hướng mà các bạn không thể lường trước được. À, các mối quan hệ cũng gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng là khép mình lại, ngại tranh đấu nhưng vẫn khó tránh được cái chuyện thị phi hay là cái tiểu nhân nó hãm hại vì những cái va chạm thường ngày trong công việc. Đó. À, thưa quý vị, chúng ta xếp về cái năm 2024, năm giáp thìn ấy, thì có địa chi thìn này này, thìn nó ẩn tàng ba cái thiên can là mậu, quý và ất đúng không ạ? Chúng ta có quý gặp mậu thì nó là chính quan, quý gặp quý thì nó là tỷ kiên và quý gặp ất thì nó là thực thần. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái cát tinh. Vậy nên nếu quý vị tận dụng nắm bắt được những cái cơ hội này thì sẽ có cơ may là chuyển vận giàu sang đổi đời giàu có. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng xét về quý gặp mậu thì nó là gì? nó là chính quan Nói chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 năm ạ may mắn là được chính quan nó nâng đỡ nên là ấy, cái chuyện thi cử hay là xin việc hay là công việc ấy, nói chung về công việc hay là những người làm quan chức ấy, thì sẽ rất là thuận lợi bản mệnh đi làm thì có trách nhiệm nghiêm túc và thông minh nên là được cấp trên rất dễ là cân nhắc và dễ được đề bạt tăng lương hoặc là nhận thêm những cái nhiệm vụ mới đó và để gia tăng thêm cái may mắn cho cái chính quan Thì những người tuổi quý hợi nam mạng Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mão mùi để trợ vận hộ thân à, Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ khi vật phẩm mà được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ ấy thì nó sẽ phát huy được cái công năng phong thủy tốt nhất, chiêu tài lộc, hóa giải những xung sát thị phi, mang lại cho quý vị một cuộc sống bình yên, may mắn trong năm 2024 à, năm Giáp Thìn. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý hợi. Đó. Thì bên cạnh cái chính quan ấy, thì chúng ta có quý gặp quý nó là tỷ kiên. Nói chung ấy, trong năm 2024 công việc của những người tuổi uh, tuổi quý hợi nam hạn nó va vào tỷ kiên nên là đi làm ấy, thì khá là cô độc. Dù thông minh nhưng lại hay bị dìm hàng những người làm cấp trên ấy, thì không nhận được cái sự ủng hộ của cấp dưới. Tốt nhất là làm xong việc rồi thì về nhà sớm. Gia chủ cần phải nghỉ ngơi thư giãn, ngủ đủ giấc để nạp lại cái năng lượng cho những ngày tiếp theo. Vì thế để hóa giải cái hạn uh, tiểu nhân do cái tỉ kiên mang lại, thì những gia chủ tuổi quý hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. À, thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta có quý gặp ất là nó là thực thần. Như vậy là cái thực thần nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng ấy nó sẽ khiến cho những người tuổi quý hợi, nam mạng làm các công việc tự do thì có thể kiếm được một khoản bội thu trong cái năm 2024 này gia chủ sẽ xây dựng được cái mạng lưới khách hàng mạng lưới đối, đối tác quen thuộc nên là đồng tiền chảy vào túi lúc nào nó cũng được ổn định à, tuy nhiên những gia chủ tuổi quý hợi cũng đừng vội hài lòng với những cái gì mà mình đang làm được quý vị hãy tiếp tục đặt ra những cái mục tiêu những cái tham vọng lớn hơn để tiếp tục thực hiện bởi cái tiềm năng của gia chủ trong thời gian này không chỉ dừng lại ở đó À, vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn do cái chính quan cái thực thần và cái tỷ kiên nó mang lại và hóa giải cái cục diện tương quan đấy thì những người tuổi quý hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để trợ vận hậu thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh mà quý vị gặp khó khăn gặp trắc trở trong công việc hoặc là trong cuộc sống ấy, thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời giúp quý vị giải quyết những cái bế tắc để mang lại cho quý vị một cuộc sống may mắn và tài lộc à, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 à, năm hạn. à, Thưa quý vị như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cái cát hung vận hạn trong năm 2024 à, năm giáp thìn của những người tuổi quý hợi sinh năm 1983. Nói chung tổng quan lại dựa vào các yếu tố thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là cái hệ thống sao chiếu mệnh thì tổng quan lại năm 2024 năm giáp thìn là một năm khá là bình ổn đối với những người tuổi quý hợi sinh năm 1983 năm hạn à, các phương diện của cuộc sống thì đều được duy trì như cũ chưa có điểm đột phá nhưng mà cũng không quá khó khăn không quá chắc trở với những người tuổi quý hợi công việc làm ăn thì vẫn y án như cũ nguồn thu nhập đều đặn với những ai làm công ăn lương còn với những người mà làm tư hay là những người làm chủ ấy thì tình hình kinh doanh buôn bán cũng duy trì tốt đảm bảo cái đời sống vật chất đầy đủ à, có khả năng trong năm 2024 năm giáp thìn ấy, thì gia chủ sẽ phải trải qua nhiều cái sự thay đổi trong công việc Cảm giác bỡ ngỡ lúc này cũng không thể tránh khỏi Xong các bạn đừng vì thế mà nghĩ đến cái việc từ bỏ Chỉ cần các bạn chăm chỉ cố gắng Thích nghi Thì đâu sẽ vào đó ngay Thậm chí là các bạn còn gặt hái được những cái thành tựu nho nhỏ nào đó Ở à bên cạnh đó Tình hình tài chính thì cũng có thể sẽ chưa đạt được những cái bước đột phá như quý vị mong muốn à, Xong bản mệnh đừng quá sốt ruột Quý vị hãy cứ tập trung làm các công việc Của cái thế mạnh của mình ấy À, các bạn có thể tìm được cái thị trường ngách và kiếm được lời từ đó. thì ngoài ra đừng có lơ là trước cái sự cạnh tranh của đối thủ. các bạn cần phải liên tục đổi mới bản thân để thu hút cái khách hàng mới. nếu không ấy sẽ trở thành những người tụt hậu so với đối thủ. ở à, trong gia đình thì vợ chồng đã biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. nhờ vậy mà nhiều cái mâu thuẫn nó được tháo gỡ một cách nhanh chóng. dù bận rộn nhưng mà hai người đều cố gắng sắp xếp cái thời gian để ở bên nhau. cũng như là gì? ở bên con cái nhiều hơn giúp cho tình cảm gia đình thêm phần gắn kết có điều trong năm ấy thì có điểm báo thị phi nóng nảy mồm miệng mà gây ra những cái tranh chấp những cái kiện cáo hao tốn không ít cái tiền của cho những cái lĩnh vực này ở trong nhà thì có chuyện không yên lại còn hay bị phá phách Đấy. các cụ nói là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ấy vì vậy mà những người tuổi quý hợi cần phải hết sức tỉnh táo và bình tĩnh thì mới có thể xử lý được những việc và có thể vượt qua được cái khó khăn này à, thưa quý vị À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi quý hợi sinh năm 1983, năm mạng trong cái năm 2024 năm do Thìn Thì đây cũng là một năm mà khá là thử thách với những gia chủ tuổi quý hợi. Hy vọng à, sau khi xem xong video này thì quý vị sẽ tìm cho mình được những cái hướng đi đúng đắn hơn để giúp cho quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin chân thành cảm ơn